làm gì mà hoảng hốt dữ vậy? Hết cả hồn à, anh bị yếu tim đó. Ai nhắc anh Thanh Duy hay gì vậy? Thì tên sói đó, nó cứ dọa anh hoài hả? Để em trả thù cho anh nha. Nè cháu Quách, được không đó em? Hí, chuyện nhỏ. Đứng yên đó. Tôi vừa bước tới, một lần sinh tử với người luôn. Khẩu khí mạnh dữ. Dạ, kêu ngoại gì mà cưng như đây hả? Tránh ra coi. Dám đá ta hả? Ngươi là ai? Sao ta đá ngươi mà ngươi tỉnh queo vậy hả? Nói cho ngươi biết, bạn này tên là Quách mà tỉnh, cho nên người ta gọi là Quách tỉnh. Hả? Giang Long tập bắt trưởng hả? Yeah. Wow. Kể từ bây giờ tới đi, đã có Quách rồi, ta hết sợ sói. Mà Quách, anh nói thiệt, em ăn cái gì mà mạnh dữ vậy? Thành gì phải hỏi là Quách chứa gì trong người mà khỏe dữ vậy chứ? Chào Dr. Khỏe. Dạ chào Dr. Khỏe. Theo Thanh Duy biết á, trái Quách làm nước giải nhiệt trong mùa hè rất là ngon. Chứ làm gì có chứa chất gì mà cường thân tráng thể trong đó. Vậy là Thanh Duy sai lầm rồi nha. Người ta dùng trái Quách chín ngâm rượu uống sẽ giúp cường gân cốt, bổ thận, nhuận tràng, dễ tiêu đó à nha. Anh chưa từng nghe đến rượu Quách hả? Wow. Từ xưa tới giờ, anh Thanh Duy chỉ biết ăn Quách chín với đá đường. Còn cái việc mà Quách làm rượu thì anh Duy Thanh Duy chưa bao giờ biết. Em giỏi quá à. Trái Quách chín ăn như cách Thanh Duy nói, ngoài giải nhiệt còn rất tốt cho người suy nhược cơ thể, giúp họ cân bằng và bù nước nữa đó. Nói chung là tốt cho sức khỏe vô cùng. Vậy thì từ nay Quách về đội của anh, vừa giúp anh xua đuổi sói, còn tốt cho sức khỏe, còn gì bằng. Sao cái gì tốt Thanh Duy cũng đòi mang về nhà hết trơn vậy ta? Đốc tao khỏe thông cảm đi. Cái gì tốt ai mà không muốn mang về cho mình, có đúng không? Chính sự giành giật kiểu này nên em phải trốn ở trong các khu vườn, ở các chùa vùng đất Trà Vinh không đấy thôi. Cha, mới nói vậy thôi mà đã tự tin rồi. Chảnh quá đi nha, không thèm. Anh không thèm hả? Không thèm, nhận luôn. Ôi, Thanh Duy, trời ơi, sói tỉnh lại kìa. Sói đi thôi đâu, không có đường cứu anh chứ. Sợ quên bỏ chạy đi. Xin chào và hẹn gặp lại.